Hiền diệt cập nhật chia sẻ trải lòng của luật sư Lê Ngọc Luân Sài Gòn ngày 4 tháng 6 năm 2024. Phật Thích Ca có hơn 84.000 pháp môn và duy nhất chỉ có Ngài mới lĩnh hội đầy đủ. Bất kỳ ai khác cho dù đó là 10 đại đệ tử của Phật cũng không lĩnh hội được tất cả pháp. Vì lẽ đó, Đạo Phật có nhiều con đường tu tập và mỗi con đường có cách thực hành khác nhau để đi đến đích cuối cùng, giác ngộ giải thoát và niết bàn. Sư Thích Minh Tuệ chọn con đường tu khổ hạnh 13 đầu đà, người chọn con đường này phải đối diện với sự khắc nghiệt của thiên nhiên và cần tối thiểu ít nhất một thập niên, 10 năm, sống trong cô độc. Quãng thời gian này là để tu tập, tu học và thực hành nghiên cứu thâm sâu các lời kinh. Khi vượt qua thời gian cô độc, dành sự tĩnh lặng thiền định và nghiên cứu này thì hình thái. Tư thế sẽ trở về một hướng thẳng, thẳng mắt, thẳng người, thẳng tâm theo khuôn mặt, không bị bất kỳ sao động bốn bề của ngoại cảnh. Phương pháp tu như sư Minh Tuệ ở Ấn Độ, Nepal, Tây Tạng có nhiều hơn nhưng ở Việt Nam đặc biệt hiếm vì đây không phải là quê hương của Đạo Phật và do bối cảnh xã hội. Thể chế cực khó để tu tập thực hành, nên sự xuất hiện của sư Minh Tuệ đã khiến hàng dạng con người đủ thành phần với mọi cung bậc cảm xúc từ cung kính, yêu mến, vĩ bán, nguyền rủa, tung hô dân dân. Tất cả mọi cảm xúc của con người phàm tục đó đều gây ra cản trở và khiến sư minh tuệ mất năng lượng ít nhiều. Vì phải dùng năng lượng tích lũy có được từ hành trình tu tập để điều chỉnh thân tâm trong gần một tháng đã qua. Cách đây hơn 1.500 năm, Ngài Bồ Đề Đạt Ma đã có hơn 9 năm ròng rã quay mặt bất động vào bức tường đá trong hang núi để tu luyện, trừ thời gian ngắn xuống núi khất thực, vệ sinh cá nhân mới chứng được đạo. Sự kiện sư minh tuệ dừng khất thực theo cách gọi của báo chí là tự nguyện vì bất kỳ lý do gì đều rất tốt cho sư minh tuệ trên hành trình tu tập. Tuy nhiên, nếu bước chân tự nhiên của sư đến Nha Trang sau đó ẩn tu dài năm để đạt mọi thứ sau đó bắt đầu hành trình truyền đạo thì mọi thứ đẹp hơn nhưng không sao cả. Đó là ải nạn mà sư chắc chắn phải gặp dù sư không lường trước được hành trình khách thực cô độc của mình lại gặp ải nạn của hàng dạng con người như những ngày vừa qua. Trong giai đoạn hiện nay và vài năm tới đây, giai đoạn ẩn tu nếu con người cố tình và vô tình gặp thì tôi mong mỏi họ sẽ không quay phim và tuyệt đối giữ bí mật, hoặc sư sẽ có đề nghị yêu cầu nghiêm ngặt như vậy. Sư Minh Tuệ cũng sẽ phải hạn chế phát ngôn. Tôi hy vọng và mong muốn con người phàm nếu cung kính, yêu mến nhà sư Thích Minh Tuệ trong giai đoạn này không tìm mọi cách truy lùng nơi ẩn tu hoặc nếu có gặp thì chắp tay đảnh lễ xong rồi âm thầm rời đi chờ đợi một ngày sư đắc đạo và trở lại với chúng ta. Mong muốn là vậy nhưng tôi hiểu rằng điều đó không thể được vì con người phàm tục là số đông nhiễu loạn. Lao nhau và u mê nên tôi chỉ biết hướng lòng mình nguyện cầu sư minh tuệ bằng trí tuệ, từ bi của mình sẽ biết phải làm gì. Xa hơn, nguyện cầu trong thiền định sư minh tuệ sẽ được truyền tải năng lượng và có bậc tu hành sẽ truyền thông điệp cho sư minh tuệ đây là bài viết cuối cùng về sư thích minh tuệ của tôi trong giai đoạn này nên cầu mong tất cả những ai thương yêu hãy âm thầm hướng lòng bằng tâm trí tĩnh lặng về sư minh tuệ được yên ổn cô đọc một mình để sớm đắc đạo bởi mọi lời bàn tán tung hô hay phỉ báng chỉ trích đều gián tiếp gây cản trở con đường của sư thích minh tuệ nếu ai nhớ thương thì có thể lục lại tấm hình và clip để nhìn, hướng lòng là đủ. Và mỗi con người trong chúng ta quan sát mọi thứ trong gần một tháng trên hành trình bước chân của sư thích minh tuệ để tự ngẫm, tự đúc rút cho chính mình bài học về cuộc đời, về ứng xử, về lòng yêu thương. Dành cho nhau, đó cũng là cách tốt nhất thể hiện lòng biết ơn và cảm kích gửi đến sư thích minh tuệ của chúng ta. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hiền Diệp cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video Hiền Diệp chia sẻ. Để xem nhiều thông tin mới hãy nhấn vào like, follow, đăng ký kênh để xem nhiều video hữu ích nhé.